Chim Bình Bình, mỹ nhân bi đát nhất Tây Du Ký, bệnh tật tha hương, chết đau đớn nơi đất khách. Là một diễn viên nổi tiếng, song số phận của nữ diễn viên Chim Bình Bình lại giống như nhân vật của mình trong Tây Du Ký. Tây Du Ký là bộ phim kinh điển trên màn ảnh nhỏ gắn liền với ký ức của nhiều người. Trong phim, không chỉ Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng mới được yêu mến, mà các vị thần tiên Bồ Tát, thậm chí yêu tinh nhân vật phụ cũng để lại ấn tượng khó phai nhòa. Xuất hiện trong tập 20 Tôn Hầu Xảo Hành Y, nhân vật Kim Thánh Nương Nương khiến nhiều khán giả thương cảm vì có câu chuyện khá bi kịch. Bà vốn là vợ vua nhưng không may bị yêu quái bắt cóc nhiều năm trời. Đức vua vì quá thương nhớ vợ mà cũng sinh bệnh nặng. Cũng may hoàng hậu sau đó được thầy trò Đường Tăng cứu và đoàn tụ với nhà vua. Đảm nhận vai diễn Kim Thánh Nương Nương năm đó là nữ diễn viên Chim Bình Bình. Cô được khen ngợi rất hợp vai nhờ sở hữu ngoại hình phúc hậu, khuôn mặt tròn đầy, toát lên nét dịu dàng. Ở ngoài đời, Chim Bình Bình từng là một nữ diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, giống như nhân vật của mình trong phim, cô có số phận đầy bi kịch, thậm chí còn nhiều đau khổ hơn. Mỹ nhân xuất sắc của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80. Chim Bình Bình sinh năm 1948 trong một gia đình nghèo khó. Mẹ cô là nông dân trồng chè, còn bố làm nhân viên ở quán chè. Nhưng Chim Bình Bình 2 tuổi, mẹ cô mất sớm. Để kiếm sống, cha phải gửi Chim Bình Bình cho một người hàng xóm nuôi dưỡng, còn ông một mình lên Thượng Hải kiếm việc làm. Dù có tuổi thơ thiếu thốn bất hạnh, nhưng Chim Bình Bình vẫn mạnh mẽ lớn lên. Từ nhỏ đã có dáng người đẹp và giọng hát hay. Lên năm 11 tuổi, cô được ưu ái tuyển chọn vào trường Kinh kịch Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp, Chim Bình Bình về làm việc tại nhà hát Kinh kịch Thượng Hải. Đến năm 1979, cơ hội nổi tiếng đến với nữ diễn viên khi cô được ngôi sao kinh kịch nổi tiếng Tống Chí Linh nhận vào học viện. Từ đây, Chim Bình Bình có những bước phát triển vượt bậc trong nghệ thuật. Năm 1980, Chim Bình Bình nhận được vai diễn đầu tay trên màn ảnh. Cô rất háo hức và vui mừng vì được đến gần hơn với khán giả. Nhưng đúng lúc này, sóng gió ập đến với nữ diễn viên. Trong quá trình quay phim, Chim Bình Bình bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, cần nhập viện và phẫu thuật ngay. Vì không muốn để vụt mất cơ hội hiếm có, chỉ một tháng sau ca phẫu thuật, Chim Bình Bình đã đến phim trường làm việc, bất chấp cơ thể vẫn còn yếu. Sự hy sinh và chuyên nghiệp của Chim Bình Bình được đạo diễn, ekip và khán giả đánh giá cao. Từ đây, những cơ hội đóng phim liên tiếp mở ra, giúp nữ diễn viên góp mặt trong hàng loạt tác phẩm ăn khách, nổi bật là Tây Du Ký 1986. Không chỉ thành công trên màn ảnh, Chim Bình Bình còn tỏa sáng trên sân khấu kinh kịch. Hình ảnh quyến rũ và giọng hát truyền cảm của cô đã được khán giả công nhận và khen ngợi. Trong những năm 1980, sự nghiệp Chim Bình Bình bước lên đỉnh cao, cô là mỹ nhân được nhiều người yêu thích mến mộ. Tuy không vang danh như Cũng Lợi, Trần Sung, nhưng tên tuổi của Chim Bình Bình luôn xuất hiện trên truyền hình, sách báo và tạp chí. Bi kịch cuối đời, bị bệnh nặng, chết nơi đất khách quê người. Năm 1990, nhân một chuyến sang Mỹ lưu diễn, Chim Bình Bình quyết định ở lại xứ cờ hoa, không về nước. Đây là quyết định khiến cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn. Những ngày tháng sau đó, nữ diễn viên phải trải qua nhiều biến cố và đau thương. Sau khi ra nước ngoài, Chim Bình Bình mới phát hiện cô không hợp với cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Vì không giỏi tiếng Anh, lại khác biệt văn hóa, nên nữ diễn viên không có nhiều cơ hội việc làm. Tuy là ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng tại Mỹ cô phải làm diễn viên đóng thế, nhân viên phụ việc trong siêu thị, phát thanh viên của đài địa phương. Thời điểm đó, người Mỹ cũng có phần phân biệt đối xử với người Trung Quốc. Vì thế, dù làm việc chăm chỉ, nhưng Chim Bình Bình chỉ nhận được mức lương tối thiểu. Chim Bình Bình từng ước mơ được làm quản gia hoặc bảo mẫu cho một gia đình Mỹ giàu có vì số tiền kiếm được sẽ nhiều hơn. Nhưng lo lắng ngoại ngữ của mình không đủ tốt, cô ấy thậm chí không có đủ can đảm để nộp đơn xin việc. Khó khăn khiến Chim Bình Bình không thể tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cuối cùng, cô chọn làm việc trong một tiệm thẩm mỹ chăm sóc da và làm đẹp cho khách hàng. Nhờ chăm chỉ và nỗ lực, cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và gặt hái thành công trong lĩnh vực này. Sau khi cuộc sống ổn định hơn, Chim Bình Bình luôn mong muốn được trở về Trung Quốc và mở một thẩm mỹ viện của riêng mình. Nhưng đáng tiếc, cô không đợi được đến ngày này. Từ năm 2015, dây thần kinh thị giác của Chim Bình Bình đã bị teo nghiêm trọng. Cô được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Tháng 12 năm 2017, cô qua đời tại Mỹ vì bạo bệnh. Bên cạnh Chim Bình Bình lúc đó chỉ có con trai là người thân duy nhất. Vì Chim Bình Bình đã âm thầm rút lui khỏi làng giải trí từ lâu, khi nữ diễn viên qua đời ít người hay biết. Phải nhiều năm sau, khán giả mới biết tin Kim Thánh Nương Nương của Tây Du Ký đã không còn tại thế và xót xa cho số phận của mỹ nhân từng nổi tiếng một thời.